Hôm nay sáng ngày 1 Chào 2020 mọi người. sáng New Year's morning ăn cơm các bạn ơi, cá kho, cơm kho tiêu, cá bạc má chiên, Good canh gì? Canh bí morning. đỏ. Good Canh tép bí đỏ. Ăn canh tép bí đỏ. Mời cả nhà ăn cơm. Ngon quá đi. Hai vợ chồng sáng ngủ dậy làm cơm ăn sớm. Sáng ngày một một tháng một hết nhang rồi hả? Hả? Hết nhang rồi. Hết nhang để đi mua luôn. Em cũng bữa thấy rồi đó. Ngon. Cá kho tiêu, cá bạc má canh. Today, January 1st, 2020, in the morning, 11 morning, 11 breakfast. Nè, breakfast là lunch. Lunch ăn trưa. Không phải ăn sáng, giờ ăn trưa rồi các bạn ơi. Bây giờ hai vợ chồng mình ăn trưa. Cũng ngày New Year. Rồi sáng mà ăn trưa ấy. 11 giờ rồi. 11 giờ rồi, chứ không phải 10 giờ đâu anh. 11 giờ rồi anh ơi. Ngủ quá mà. Không có còn 10 giờ nữa đâu anh ơi. Tối đón giao thừa ngủ quá mà. Ngon lắm đó, bạn ơi, cá cơm kho tiêu, cá bạc má chiên, nước mắm phở rất là ngon, đơn sơ mà rất là ngon. Bạn thấy rồi giờ mình ăn sáng bye. New Year vậy thôi bài.